đấy, cái Yamaha Figo. Xe này hàng hiếm nha anh em. Tôi lâu gặp chiếc nồi với gió. Giờ mình sẽ tiến hành mình mở nồi ra mình làm xong quay cho anh em xem nha. Yamaha Figo 110 nha. Rồi sau khi mình vớt nồi xong nha anh em. Đây là mình vớt bề đồ nè. Nó đẹp nha. Mình thay luôn rãnh bi nè. Vớt mở tua nha, mà zin á. Trước khi làm về tới đây thôi, xíu nữa mình làm xong nó sẽ leo ra ngoài luôn, thời gian nha. Xử lý chuông nè, bố soi nha. Xe này có chế thì mình có đồ chơi nè. Xe này là cái bản thân nó không có đồ chơi á, mà mình chế thêm luôn nha. Màu anh em là kính luôn, màu anh em bảo hành anh em là 5 năm cho anh em đi luôn nha. Rồi giờ tiến hành mình canh bi, mình lắp nồi vô xong mình sẽ test tốc độ cho anh em xem nha. Cái nồi chiếc Yamaha Figo 125 em làm xong phải không? Rất là hiền quá. Đây nó mở tua rồi. Kiếm thở luôn nè, không xào không húng luôn, rất là nhẹ. Hàng hiếm xài động cơ luôn co hết luôn. Rồi đây yêu cầu liên hệ mình nha. Rồi công việc cùng anh em nha.
cầm mì đủ đời luôn. Đi lăng thấy Figo cũng đi hết. Xe nhà làm biết người ta biết đẹp đỏ quay. Sớm chắc xe luôn. 174 73 74 73 rồi. Cố gắng những ngày dịch cho xe hết cho anh em nha.